Anh em ơi, chào mừng trở lại với kênh 1955. Trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta hay bật cái máu đỏ trong cái game Free Fire mới cập nhật chúng ta. Anh em mà chơi OB41 á thì lúc mà mình mới cập nhật cái Free Fire OB41 này, mình tưởng là cái máy mình bị lỗi hay là gì anh em, tại vì vô Free Fire cái máu vàng kè này. Mình bắn tự nhiên máu trắng rồi trúng đầu hay là gì đó thì máu lại vàng. Mình nghĩ là cái điện thoại của mình chắc bị lỗi màu hay xe màu hay là game nó bị sao á, nhưng mà thật ra là cái game này, cái Free Fire nó đã đổi sang cái màu vàng ha, máu vàng á. Rồi gây nói chung là nhiều anh em nói là cái không trải nghiệm được tốt về cái hình ảnh hiển thị sát thương ha, nên là trong video này á thì mình sẽ chia sẻ với em cách để chúng ta có thể lấy lại cái máu vàng, lấy lại cái máu đỏ trong game Free Fire, và mình sẽ chia sẻ với em hai cách để chúng ta lấy lại cái máu đỏ luôn ha. Một là cái máu đỏ của khu vực khác, và cái thứ hai là cái máu đỏ mà anh em thường ngày sử dụng trong game Free Fire ở khu vực Việt Nam ha. Rồi đầu tiên á thì anh em muốn trải nghiệm cái đầu lâu máu đỏ của cái khu vực khác á, nước ngoài á, khu vực mà không phải Việt Nam á, thì chúng ta có thể vào cái cửa hàng Google Play nè. Đó, mình sẽ chia sẻ anh em rất là chi tiết luôn. Anh em tìm cái từ khóa là ứng dụng có tên là VPN Lab nè, anh em tìm tải cho mình cái ứng dụng là VPN Lab nè, Unlimited and Sure ha. Chúng ta tải cái ứng dụng này về thì anh em sẽ trải nghiệm được cái đầu lâu máu đỏ ở phiên bản nước ngoài luôn nè. Cái này thì nó chỉ cần chuyển dùng thôi à, chứ nó không ảnh hưởng tới game này đâu ha, nó không ảnh hưởng tới game đâu, nó chỉ chuyển khu vực thôi. Đó, khi mà anh em tải ứng dụng VPN Lab này về thì anh em tìm cho mình cái khu vực mà gần nhất ở Việt Nam để chúng ta có cái trải nghiệm pin nó ổn nha. Ở đây thì anh em phải đánh đổi lại là khi sử dụng chuyển dùng thì pin nó sẽ hơi cao một tí nha, nhưng đổi lại thì anh em có thể trải nghiệm ở khu vực khác. Đó, ví dụ như mình thấy Singapore gần Việt Nam mà mình sẽ sử dụng cái server của Singapore ha. Rồi mình bấm vào, anh em bấm một cái gì cái nào cũng được. Rồi ok, chúng ta bấm chữ connect ở đây để chúng ta kết nối nha. Rồi, và mình đang sử dụng cái mạng Wintel nữa, để video lần tới mình sẽ chia sẻ anh em cách để coi trải nghiệm mạng Wintel này chơi pin ổn ha, một video riêng nha. Rồi ok, quả anh em có này. Chứ cái này mình chuyển vùng cái này thì mình không đánh giá được cái mạng Wintel này pin cao hay thấp đâu. Rồi, sau khi mà bật lên như thế này, cho cái chìa khóa lên trên đây nó có chìa khóa như thế này nè. Máy anh em không có hiển thị biểu tượng chìa khóa thì nó sẽ để cái chữ là VPN nha nè. Đó, tùy theo máy không để thôi. Rồi sau đó thì chúng ta ở đây thì mình vào Free Fire thường và Free Fire Max. Ở đây mình vào Free Fire Max nha. Đó, Free Fire thường, Free Fire Max cũng y chang nhau anh em. Rồi ok mình dịch. Đó, thì mình vào thì vẫn bình thường. Đó, cái này nó chỉ chuyển vùng thôi. Rồi ok. Thì bây giờ anh em sẽ thấy là trong phần cài đặt nè. Đó, khi mà anh ta chưa kích hoạt lên á thì anh em thấy trong phần điều khiển nha. Đó, kéo xuống trong phần điều khiển nè. Đây, thì em thấy cái phần là hiệu ứng hình ảnh. Đây, cái phần hiệu ứng hình ảnh đúng không? Thì em sẽ không có cái chữ tắt này đâu. Ha, khi mà không sử dụng cái VPN đó thì không có chữ tắt này nè, nó để là mặt bật hoặc là không mất máu thôi, nó có hai cái phần này thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái VPN đó thì anh em sẽ thấy là ở đây nó có chữ tắt, thì anh em bấm cho mình vào cái chữ tắt giúp mình nha, hiệu ứng hình ảnh chọn tắt nha. Đây mà để mình đó, mình show nét cho anh em thấy nha, hiệu ứng hình ảnh chọn tắt nha, đây cái chữ tắt nha. Ồ, nó ào nét đó, chữ tắt nha. Đó, bấm vào chữ tắt như thế này. Rồi bấm như chữ tắt như thế này gọi là ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ vào cái huấn luyện test cho anh em ha, rồi cho nó lẹ anh em, rồi để mình làm thêm một cái phần thứ hai nữa. Rồi ok nha, đây mình vào huấn luyện luôn nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào huấn luyện đó anh em thấy không. Bây giờ mình sẽ chạy lại gần cho anh em thấy là nó dí là hiện cái tâm đỏ nè. Đó thì anh em sẽ thấy là nó cái hiệu ứng nè, nó cái hiệu ứng này là xịn sò hơn rất là nhiều nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái lấy một cái súng test cho anh em trước, rồi chúng ta sẽ vào trận đánh bắn như thế nào. Đó, mình sẽ lấy đại một cái súng này đi. Rồi anh em thấy không, đó máu vàng máu đỏ nè, xà luôn, thấy ghê không. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉ vô đây mình bắn cho anh em. Đây, nó xịn sò chưa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trận mình test cho anh em xem như thế nào luôn nha. Ok nè, đối với cái ứng dụng VPN này thì anh em thấy là nó chỉ chuyển vùng cho anh em qua cái khu vực Singapore thôi. Qua khu vực Singapore thì anh em thấy là cái hiệu ứng bắn rất là đẹp ha, rất là ok, ngầu, bao ngầu luôn. Thì anh em sẽ được một cái là pin hơi cao, anh em thấy trong game thì anh thấy là pin chậm trăm mấy, chậm mười mấy, chậm tám mươi mấy đến 115, 117, 120 ha. Nhưng mà ở cái mức là chơi được anh em. Đó, tùy theo anh em xài mạng gì nữa, Viettel hay VPN nữa. Ở đây thì mình đang xài cái mạng Viettel luôn. Mình mà có test thử VPN thì test nó lên khoảng
80-90% trong ngoài đó thì cũng ok, vô chơi cũng được nếu mà anh em chịu hiệu ứng đẹp như thế này. Rồi ok nè, đối với cái ứng dụng thứ hai muốn chia sẻ anh em, nó là một cái ứng dụng giúp ta tăng tốc game Free Fire luôn và những tựa game khác cũng được, và nó có tính năng là chuyển vùng luôn em. Đây thì ứng dụng này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái đầu lâu máu đỏ mà theo dạng truyền thống của khu vực mình á. Ok, giờ anh em sẽ vào cái hàng Google Play nè. Rồi anh em tìm kiếm đây, anh em tìm kiếm cái ứng dụng tên là Gear Booster. Đây nó cũng là một cái game booster để giúp chúng ta tăng tốc cái game Free Fire ta. Họ và nó sẽ có chuyển vùng luôn, kiểu như là tăng tốc kép đó, vừa tăng tốc mạng và vừa tăng tốc điện thoại đó. Rồi ở đây thì anh em sẽ thấy, ví dụ như em tải game về, tải ứng dụng này về thì ở đây nó để là Ghana Free Fire đúng không? Ghana Free Fire. Ở đây mình đã để là khu vực máy chủ, mình đã chọn Singapore nè. Đó. Thì khi tải về thì anh em sẽ chọn những khu vực mà gần Việt Nam. Ở đây thì có khu vực Singapore thì mình chọn Singapore. Ví dụ cái điểm khác biệt ở cái ứng dụng này mình không hiểu là Free Fire thường và Free Max nó sẽ khác nhau nè. Ví dụ như Free Fire thường đúng không? Mình bấm vào đây thì mình tìm khu vực Singapore thì không có nè. Đây. Mình sẽ zoom xa cho anh em thấy nè. Thì khu vực Singapore ở Free Fire thường là không có. Free Fire Max thì lại có Singapore nè. Đó. Ví dụ như anh em chơi Free Fire Max thì chúng ta có thể chọn khu vực Singapore. Còn anh em nào mà chơi Free Fire thường thì anh em có thể chọn khu vực Indonesia cũng được. Đây anh em có thể chọn một khu vực Indonesia đây ha. Rồi, thì anh em bấm vào chọn khu vực nha. Rồi. Nói chung là khu vực nào gần Việt Nam thì anh em chọn đi để cái pin mạng nó ổn định đó. Mà rồi anh em có thể bấm chữ mở game ở đây. Đó. Rồi. Anh em nếu mà không thì chúng ta bấm dừng tăng tốc ở đây, anh em bấm dừng tăng tốc, không muốn tăng tốc á. Ok, đây thì mình test cho anh em khu vực máy chủ PVMAX và máy chủ Singapore ha. Rồi mình sẽ chọn Singapore nè. Đó. Rồi chúng ta đợi chút xíu. Rồi, anh em bấm mở game hoặc là tự mở cũng được đó. Rồi ok. Thì phía trên này anh em sẽ thấy nè. Đó, có cái chìa khóa. Đó ha, anh em xài ghi up thì nó sẽ có cái chìa khóa đây luôn để nó chuyển vùng với em. Rồi. Rồi anh em vào trong cái cài đặt của game Free Fire nè, anh em bấm vào phần điều khiển. Rồi anh em kéo xuống nè. Đây anh em kéo xuống nè. Thì anh em sẽ thấy khác hơn cái ứng dụng là BBLab hồi nãy. Là cái chỗ hiệu ứng hình ảnh á, thì nó không có chữ tắt ở đây ha, mà nó chỉ có bật và mất máu thôi. Đó. Ví dụ như anh em, ví dụ như bây giờ mình để chữ bật đi. Mình không có đụng chạm luôn. Đó, ví dụ như mình để chữ bật này đi. Đó. Bây giờ mình sẽ vào cái huấn luyện nè. Vào huấn luyện xem là có máu đỏ không ha. Rồi, được cái ứng dụng này vòng khá là nhanh anh em. Nó có tính năng là tăng tốc game mà. Đây, đó. Thì anh em sẽ thấy là đây có máu đỏ nè. Đó, thì cái ứng dụng này sẽ giúp cho anh em có cái máu đỏ như là phiên bản thường ngày mà em dùng trong Free Fire thôi. Nè. Đó, rồi ok. Bây giờ mình sẽ vào mình lấy cây súng mình test lẹ cho anh em xem như thế nào ha. Đây. Đó, máu vàng máu đỏ như hồi xưa nè. Đó này thấy không? Máu vàng máu đỏ như hồi xưa nè. Nè, máu đỏ như hồi xưa thôi nè ha, giống như mà cái lúc như phiên bản OB40 rồi đó. Đó thì để đây sẽ giúp cho anh em là chơi giống như là phiên bản cũ. Còn hồi nãy thì ứng dụng kia thì giúp cho anh em chơi ở khu vực khác. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào test cho anh em xem luôn như nào nha. Ứng dụng nãy thì nó chỉ chuyển vùng thôi, còn cái này là giúp tăng tốc nên là anh em sẽ thấy là pin nó khá là ổn ha. Vì ứng dụng này tầm 50 năm mấy rồi nè, 8 mấy. Hồi nãy là mình test ứng dụng kia lên tới 100 ngoài đó. Đây. Ok nè, còn cái ghế booster này anh thấy là pin nó ổn hơn nè. Pin trong game Free Fire thấy ổn hơn, nó tầm 5-60 gì đó. Đó. Thì thấy là mình chơi nó đỡ hơn nha, đỡ lắc hơn, nó mượt hơn. Thì anh em có thể vừa kết hợp giữa máu đỏ và cái tăng tốc game này trên cái ghế cũng được anh em. Đó. Thì anh em tùy thêm chọn nè, ví dụ như anh em chơi cái hiệu ứng đẹp hơn nữa thì anh em có thể chọn cái BN Lab. Còn mà anh em mà muốn đầu lâu máu đỏ trở về bình thường thì hoặc tăng tốc game thì chúng ta có thể chọn cái gear up này nha. Rồi, cảm ơn anh em.